Trời đất ơi, cái con quỷ tắm nó quá trời hình, quá trời các thứ để sống ảo. Còn mình cũng muốn như vậy. Mình còn muốn được đi trời Tây như nó nữa. Trời ơi, bao giờ mình mới được đi như nó đi. Tại sao con khóc? Đây là ai vậy? Ta là Bụt đây. À, thì ra đây là Bụt á. Ừ, ta là Bụt đây. Bụt ơi, con trong lòng con đang có nhiều suy nghĩ tâm tư quá Bụt ơi. Con suy nghĩ chuyện gì? Dạ, đây là một câu chuyện dài. Hay là Bụt ngồi xuống một ghế con tâm sự đi. Cho ta cái ghế. Dạ Bụt ơi, con á, con thấy chị Tấm của con được đi du học rồi nên là con cũng muốn được đi du học. Nhưng mà mẹ con á bắt con á là phải học xong cấp 3 con mới được đi. Mà con là con muốn đi liền, con không muốn đợi nữa. Nhưng mà con có khả năng hay không? Dạ con thấy con có khả năng, con có tiếng Anh rồi nè. Con còn có sự tự tin nữa. Ta thấy con rất tự tin đó. Được rồi, ta nghĩ là con vẫn có thể đi du học được mà. Bởi vì mẹ con cũng không biết việc này thôi. Hãy để ta tư vấn cho con. Ta ngoài Bụt ra, ta còn là đại diện trường. Con có biết điều đó không? À, ngoài làm Bụt, Bụt còn làm đại diện trường nữa hả? Ừ, đúng rồi. Ta đang là đại diện trường của một trường tại Canada đó. À, đất nước Canada đó hả Bụt? Con có muốn đi Canada không? Dạ muốn, con muốn đi Canada, chị Tấm con cũng đang ở bển á. Được rồi, như vậy ta sẽ tư vấn cho con để con có thể đi Canada như chị Tấm nha. Dạ. Urban International School là trường trung học tư thục được thành lập vào năm 2019. Với thế mạnh về cơ sở vật chất hiện đại và chương trình đào tạo chuyên sâu, hiện tại trường đang đào tạo cho hơn 500 học sinh, trong đó số lượng học sinh quốc tế chiếm hơn 95% đến từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Dubai, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Số lượng học sinh Việt Nam đang học tập tại trường khoảng tầm 100 bạn. Urban International School tự hào mang đến cho học sinh trung học một môi trường học tập lành mạnh và thân thiện, nơi các bạn học sinh có thể học tập và phát triển và chuẩn bị cho mình một định hướng tốt nhất để bước lên bậc học cao hơn ở đại học và cao đẳng. Nhưng mà con thấy là mẹ con nói là con phải trưởng thành, con phải 18 cộng con mới được đi du học. Còn bây giờ con mới có 16 tuổi rưỡi à, vẫn còn học lớp 11 nên là không có được đi. Sai. Con vẫn có thể đi được nha. Ta sẽ hói cách cho con. Cách nào vậy Bụt? Bởi vì bên trường ta con có thể đi học từ lớp 16 hoặc là 16 tuổi rưỡi là con đã đi được rồi. Có nghĩa là con đang học lớp 11 là con cũng đi được nữa hả Bụt? Chính xác. Wow, vậy ví dụ như con học xong 11 con đi được không Bụt? Cũng được con, ta sẽ có cách cho con. Bởi vì bên trường ta sẽ cho con học hết lớp 11 vẫn qua học được. À, thì ra là trường có Bụt hay như vậy luôn hả? Nhận trẻ em dưới 18 tuổi. Con yên tâm về điều đó, ta sẽ giúp cách cho con. À, nhưng mà trường của Bụt ở đâu vậy Bụt? Hiện tại trường của ta đang nằm ở thành phố Toronto. Toronto. Ở Canada, con có biết thành phố Toronto không? Dạ con biết, con hay coi hình của thành phố đó lắm. Con thấy thành phố đó rất là to nè, rất là có nhiều tòa nhà chọc trời nè. Mọi thứ chi chít luôn. Ủa, rồi sao trường Bụt nằm ở đó được ta? Trường của ta nằm ở ngay trung tâm thành phố. Mặc dù là con thấy chi chít, nhưng mà khi mà con sang đó, con sẽ biết cách đi như thế nào, ta sẽ hướng dẫn cho con. Bởi vì trường của ta nằm ngay tại mặt tiền trung tâm, nên khi mà con đi sang, con có thể đi bằng tàu điện. Con có thể đến trường, con sẽ đi lên tầng 2. Trường của ta nằm ngay tại đường Eglinton ở trung tâm thành phố Toronto. À, trường nằm ở thành phố Toronto, nằm tại đường Eglinton. Và con và Bụt sẽ chỉ cho con đi các cái phương tiện giao thông. Chính xác. Bụt cũng chỉ con bay luôn cho rồi. Dạ, nhưng mà Bụt ơi, Bụt cho con hỏi á, là nếu như vậy á, thì khi nào con có thể làm hồ sơ được? Con có thể làm hồ sơ ngay từ bây giờ. À, là con phải làm liền luôn đúng Chính không Bụt? Chính xác, miễn là con đã có bảng điểm của lớp 11 thì ta có thể sẽ làm hồ sơ cho con để con có thể xin visa con bay ngay. À, vậy đó hả Bụt? Nhưng mà Bụt ơi, bây giờ con phải nói mẹ con cho bao nhiêu thóc để con đi? Ta nghĩ là chắc là phải là 3 tấn. 3 tấn thóc hả Bụt? Là bao nhiêu tiền vậy? 3 tấn thóc. Thật ra ta cũng không biết giá. Nhưng mà con chỉ cần hiện tại đối với việc đi học ở Canada trường ta,
Một năm như vậy học phí cũng không khá là cao đâu. Hiện tại chỉ có 16.000 đô la Canada một năm thôi. 16.000 đô la Canada một năm. Đúng rồi, ngoài ra thì con sang đó con sẽ ở homestay bên trường ta. Homestay là gì vậy? Homestay là nhà của một người bản xứ tại Canada. Ta sẽ xếp con vào một người gia đình nhà bản xứ. Họ sẽ nấu cơm cho con ăn, họ sẽ giúp con nhặt đồ, họ sẽ cho con một cái phòng ở, họ sẽ là ba mẹ của con ở bên kia thay cho mẹ cá. À, có nghĩa là nếu mà con đi á thì là con sẽ đóng học phí là 16.000 đô Canada. Rồi con được ở với nhà của người bản xứ là ở cái homestay luôn. Chính xác. Nhưng mà Bụt ơi, Bụt cho con hỏi á, là ví dụ như con đi như vậy á thì bên trường của mình, tại vì tiếng Anh của con chưa có tốt dữ lắm. Trường mình có khóa tiếng Anh không ạ? Con yên tâm về việc đó, bởi vì khi mà con đi học ở bên trường ta, con sẽ được kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Khi mà con trình độ tiếng Anh của con không tốt thì con có thể học chương trình ESL của bên trường ta. Con có biết chương trình ESL không? ESL là gì ạ? ESL là chương trình tiếng Anh dành cho những học sinh quốc tế. Khi mà các bạn sang, các bạn chưa có thể chưa vào chương trình chính thì con có thể học chương trình này, viết tắt là English Second as Second Language. Thì sẽ có 5 cấp độ cho con. 5 cấp độ? 5 cấp độ cho con. Dạ. Thì ta nghĩ là con sẽ cần học khoảng tầm 2 hoặc 3 cấp độ là con có thể vào chương trình chính được rồi. Có nghĩa là bây giờ ở bên trường của mình có cái chương trình ESL dành cho những bạn mà không nói tiếng Anh giống con, đúng không Bụt? Chính xác. Xong rồi sau đó con qua bên đó con sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh. Chính xác. Và Bụt sẽ xếp cho con vào một cái lớp phù hợp để con có thể học cho đến đạt cái trình độ đó thì con mới được vào học chính thức. Chính xác. Nhưng mà chắc là con nghĩ con học 2 khóa thôi à. Ta sẽ dựa trên cái bài kiểm tra của con để ta xếp lớp cho con. Dạ. Ta hy vọng là con sẽ học khoảng tầm 1 hoặc 2 khóa để cho bớt thóc của mẹ cám đi. Dạ. Nhưng mà ngoài ra nữa, ta cũng nghĩ khi mà con học xong ESL bên trường và con vào khóa chính thì bên trường ta cũng sẽ hỗ trợ cho con về việc thi IELTS. Thi IELTS là sao vậy Bụt? Con không hiểu. Thi IELTS là một cái bằng cấp để chứng tỏ khả năng tiếng Anh của con đủ điều kiện được vào những cái trường đại học cao đẳng ở Canada. Thì nếu như mà con học tại trường của Bụt, Bụt sẽ giúp cho con để con có thể đạt được cái điểm IELTS cao nhất. Bên trường ta mỗi tháng sẽ tổ chức cái kỳ thi IELTS mock test cho con. Thì con sẽ làm bài tập, con sẽ làm bài thi và bên trường sẽ chấm điểm. Ủa nhưng mà Bụt ơi, khi nãy là con nói với Bụt là con sẽ sang con học trung học phổ thông ở bên Canada luôn mà sao con vẫn phải thi IELTS hả? Con vẫn phải thi bởi vì IELTS là nó để đánh giá năng lực tiếng Anh của con. Và các trường ở bên Canada, các trường đại học cao đẳng họ đều cần cái này để họ đánh giá cái khả năng của học sinh. Nhưng mà con yên tâm về việc này bởi vì là trường ta sẽ giúp cho con về điều đó. Nên là con cứ sang con chăm chỉ, giỏi như là chị Tấm thì con sẽ nổi bật. Dạ vâng. Nhưng mà Bụt ơi, có bao giờ có bạn nào học việc ở lại lớp không ạ? Con sợ quá à. Ở bên đó thì sẽ không có việc ở lại lớp đâu. Nếu như mà con không hoàn thành được môn nào trên điểm trung bình thì con sẽ học lại môn đó. Nhưng mà ta hy vọng Cám sẽ không phải là người như vậy. Dạ, thật ra là con đã hạ quyết tâm rồi. Nếu mà con đi là con sẽ cố gắng học thật tốt. Nhưng mà tại con cứ hỏi thử coi là nếu mà lỡ học có tệ tệ thì có được gì không. Nhưng mà không sao đúng không, con sẽ được học lại. Đúng rồi, mà đúng rồi. Nhưng mà Bụt ơi, Bụt cho con hỏi là bên trường mình có hoạt động ngoại khóa không vậy Bụt? Có, ta không biết là con thích muốn hoạt động gì. Dạ, con thích hát nè, thích múa nè, thích ca nè, thích nhảy nè. Có hết cho con luôn. Bên ta sẽ có một cái sân khấu trình diễn cho con, sẽ có một cái phòng thu âm cho con. Nếu như mà con thích hát, con có thể vào đó. Và mỗi năm bên trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi tài năng. Nếu như mà con có tài năng thật sự, con có thể tham gia cuộc thi này và con có thể tỏa sáng. Có nghĩa là nếu mà con giỏi là con được tham gia cuộc thi đó nữa đó. Đúng hả? Đúng rồi, tất cả học sinh bên trường ta đều có thể tham gia. Nhưng mà Bụt ơi, con đi học ở bên đây á, lớp con đông vui lắm, tới gần 45 bạn lận á. Con không biết bên trường Bụt có đông vui không vậy không? Bên trường ta vẫn đông, vẫn vui. Nhưng mà số lượng trên mỗi lớp như vậy sẽ không có đông như ở đây đâu. Mỗi lớp như vậy bên trường ta hiện tại chỉ có 15 bạn thôi. 15 bạn, vậy bạn lớp trưởng, bạn lớp phó, bốn bạn tổ trưởng nó là hết lớp luôn hả Bụt? Bên đó sẽ không có lớp trưởng, sẽ không có kiểu như là lớp phó hay là tổ trưởng ở đây đâu. Sẽ có một cái quản lý lớp và giáo viên chủ nhiệm của con thôi. Và sẽ có cố vấn học vụ ở bên đó để hỗ trợ cho con. Và mỗi lớp như vậy chỉ khoảng tầm 15 bạn thôi. Và giáo viên bên đó sẽ biết được con thích cái gì, con không thích cái gì. Và họ sẽ hỗ trợ cho con được tốt hơn là con học ở đây. Dạ.
Có nghĩa là quy mô của mình cái lớp học thì chỉ có 15 bạn chơi với con thôi. Đúng rồi. Xong rồi sau đó là nhà trường, thầy cô sẽ theo sát được từng bạn luôn. Đúng rồi, chính xác. Dạ, nói chung con thì con cũng dễ, sao cũng được. Con nghe con thích chưa? Dạ thích, con vừa nghe là con đã thấy thích rồi. Tại vì rồi. Thật ra là con nếu mà qua mà học tiếng Anh á, mà đông quá thì con sợ con theo không kịp mấy bạn. Dạ, nhưng mà Bụt ơi, con tính á, là sau khi mà con học xong ở bên Canada là con sẽ về Việt Nam để con mở một cái hãng mỹ phẩm Cám Beauty. Dạ, nên là con muốn học cái ngành nào đó kinh tế á, thì con không biết sao nữa. Hiện tại con có thích về kinh tế không? Con nghĩ là con thích cái Bụt. Nếu vậy ta sẽ cho con vào cái chuyên ngành về kinh doanh ha. Khi mà con học ở bên trường ta thì trong lớp 12 bên trường ta sẽ xếp cho con vào một cái chuyên ngành kinh doanh. Con sẽ học những cái môn theo đúng thế mạnh của con. Và bên trường ta sẽ cho con những cái sự lựa chọn về trường đại học phù hợp với lại chuyên ngành của con. Sau khi con học xong, con có thể con ở lại Canada con đi làm. Nếu như mà con thích về Việt Nam thì con có thể về Việt Nam con mở cái Cám Beauty. Cám Beauty. À, có nghĩa là trường của Bụt là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. Là so với những trường khác là mặc dù là chỉ mới là trung học thôi nhưng mà cũng đã có phân chuyên ngành cho các bạn học sinh luôn rồi. Chính xác. Ồ, và sau đó là trường còn hỗ trợ con là chọn trường cao đẳng hoặc là trường đại học phù hợp với lại hồ sơ của con. Đúng rồi. Ồ, vậy là quá là tiện luôn á, là con vừa được định hướng trước khi con vào cao đẳng đại học nè, vừa được trường hỗ trợ là chọn trường luôn. Và sau khi mà con học xong ở bên Canada thì con có thể ở lại một thời gian để con làm việc trước khi về Việt Nam làm thực tế nữa. Đúng rồi. Ồ, con thích quá à. Nghe rất là nhiều điểm lợi cho đó. Con luôn đó, là ta nghĩ con bây giờ con nên chuẩn bị sẵn sàng để con làm hồ sơ và con đi du học ngay. Dạ, nhưng mà cái ngày tụ trường á, con thấy là ngày 5 tháng 9 mà 5 tháng 9 thì qua mất tiêu rồi, chẳng lẽ con phải đợi tới năm sau nữa con mới được đi hả? Bây giờ con muốn đợi hay con muốn đi liền? Con muốn đi liền. Nếu như mà con muốn đi liền thì ngoài cái kỳ tháng 9 ra, bên trường ta còn có cái kỳ tháng 11 nè, còn có kỳ tháng 2 cho con nè, còn có kỳ tháng 4 hoặc là tháng 7 năm sau. Nhưng mà ta nghĩ là bây giờ tiện lợi nhất cho con là con nên đi kỳ tháng 2. Bởi vì con sẽ cần thời gian để con chuẩn bị hồ sơ nè, con chuẩn bị tinh thần nè, mua thêm đồ nè. Đó, nên là con sẽ đi kỳ tháng 2 là thấy là sẽ là hợp lý nhất. À, vậy là bên trường của Bụt có rất là nhiều kỳ cho con, chứ không phải là chỉ có ngày 5 tháng 9 để tụ trường. Đúng thôi rồi. Nên là con sẽ không phải lo. Nhưng mà Bụt ơi, Bụt cho con hỏi là ví dụ như mấy bạn mà sang tháng 9 trước con rồi á, tới tháng 2 con mới sang lận. Vậy thì có khi nào mấy bạn học trước con hết rồi con đâu có theo kịp mấy bạn nữa đâu. Bởi vì con sang trễ nên là con phải cố gắng để con học để đạt được như các bạn. Thì trong mỗi cái học kỳ như vậy, bên trường ta có thể xếp cho con học 2-3 môn. Dạ. Nếu như mà con sang trễ hơn các bạn thì con cố gắng trong mỗi kỳ như vậy con học 3 môn để con có thể đủ kịp theo các bạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải quá áp lực đâu. Dạ. Con cứ cố gắng con học theo trong cái khả năng của mình. Bởi vì bên Canada về việc kỳ nhập học của đại học nó cũng có rất là nhiều. Nên là con cứ thoải mái con học, hoàn thành xong chương trình trung học thì bên trường sẽ tìm cho con cái kỳ nhập học gần nhất của đại học để con có thể con nộp hồ sơ vào. À, con hiểu ý Bụt rồi. Ý của Bụt nói á, là một kỳ á, thì nó sẽ có cái số lượng môn nhất định. Đúng rồi. Nếu như mà con đi sang trễ hơn so với các bạn thì con sẽ chịu khó đăng ký nhiều môn học hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà con không thể đăng ký được nhiều môn học như những bạn khác thì con cũng có thể là học bình thường thôi. Tại vì vốn dĩ là các trường đại học cũng sẽ có nhiều kỳ nhập học để con hoàn thành chương trình trung học rồi con vào. Đúng rồi. Vậy thì cũng tiện, vậy con cũng đâu có cần phải lo nữa. Nhưng mà Bụt ơi, Bụt cho con hỏi là nhiều khi ví dụ như là con sợ con vừa mới qua bên trường con bỡ ngỡ á, trường mình có anh chị nào là người Việt Nam để có thể nói chuyện giúp đỡ con được không? Cái này thì con yên tâm, không phải là chỉ có một mình con là bên đó là người Việt Nam thôi, mà bên trường ta còn có nhiều bạn học sinh Việt Nam khác. Thì bên trường còn có những cái bạn anh chị học cố vấn học vụ là người Việt để hỗ trợ cho con trong suốt quá trình con học. Thì như con có biết là bên trường ta có hai cơ sở. Một cơ sở tại Edmonton và một cơ sở nằm tại North York. Thì mỗi cơ sở đều sẽ có nhân viên người Việt để hỗ trợ cho con. Nên nếu như mà con sang trình độ tiếng Anh của con chưa tốt, con nói không được thì con cứ gặp anh chị đó, thì anh chị sẽ hỗ trợ để giúp đỡ cho con kể cả việc học tập cũng như là cuộc sống của con luôn. À, nhưng mà Bụt nói với con á, là có hai cơ sở, một là ở Edmonton, một là ở North York. Vậy thì con sẽ học ở cơ sở nào?
nếu như mà bây giờ con sang lớp 12 thì con sẽ học tại cơ sở chính của trường là tại Eglinton ha, ngay tại trung tâm thành phố luôn. Vậy là còn những bạn học lớp nhỏ hơn con thì mới học cái cơ sở chính kia. Chính xác, những bạn học từ lớp 9 đến 11 sẽ học tại cơ sở của ta ở tại New York. Ồ, có nghĩa là bạn mà nhỏ hơn con thì bạn chỉ được học ở bên cơ sở kia thôi. Ừ. Còn con thì con sẽ được học ở bên cơ sở Eglinton là cơ sở chính của trường luôn. Đúng rồi. Hay quá à. Mà cơ sở nào cũng có thầy cô người Việt để hỗ trợ con hết. Đúng rồi. Thật là tuyệt vời luôn. Con nôn quá, con nôn quá. À, nhưng mà Bụt ơi, thật ra là về tài chính á, thì mẹ Cám có nói là có thể lo được cho con, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà con không biết là trường mình có học bổng không để con có thể dễ dàng thuyết phục mẹ con hơn. Điều này chắc chắn là có rồi. Hiện tại nếu như mà điểm học tập của con ở đây tốt, dạ, con được loại giỏi trở lên, dạ, con đã thi IELTS chưa? Dạ con sẽ thi. Ok, nếu như mà con thi IELTS rồi, có điểm học tập tốt nữa thì bên trường ta vẫn có học bổng cho những bạn như con. Thì hiện tại bên trường của ta có mức học bổng từ 10 cho đến 40% học phí, rất là cao. Nếu như mà con có đủ điều kiện này thì con cứ nộp hồ sơ cho vào trường và bên trường ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn nói chuyện riêng với con và để đánh giá thử cái khả năng của con như thế nào. Sau đó bên trường sẽ cho con một cái suất học bổng trước khi con đi ha. Có nghĩa là nếu như mà con tự tin với lại điểm trung bình của con nè, với lại cái bằng IELTS của con thì con có thể nộp sang trường, sau đó nhà trường sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn trực tiếp với con và cấp học bổng từ 10 cho đến 40% luôn. Chính xác. Ôi thật là tuyệt. Nhưng mà Bụt ơi, nhưng mà trong thời buổi dịch như hiện nay á thì con có thể sang nhập học được không ạ? Hiện tại thì vẫn được con. Bởi vì là nếu như mà trong thời gian tới Canada họ đã kiểm soát được dịch. Và đặc biệt là trong tháng 9 này thì trường ta đã mở lại trường để cho các bạn đi học rồi. Nên là trong thời gian tới biên giới Canada nó sẽ mở cửa và khi con xin được visa thì con sẽ bay sang đó con đi học bình thường như các bạn. À có nghĩa là bây giờ là biên giới Canada là chưa mở cửa. Chưa mở cửa, vậy sao con đi được vậy bộ? Nhưng mà trong thời gian tới khi mà con nhập học thì con có thể học trước chương trình online ở tại Việt Nam. Dạ. Hoặc là con có thể học online khi mà con sang Canada. Và khi mà biên giới mở cửa trở lại rồi con bay sang được á thì con có thể con đi học trực tiếp tại trường. À nói chung là nếu như mà con chưa bay sang được thì con sẽ có chương trình online. Còn nếu mà con bay sang được rồi thì con sẽ có thể học trực tiếp tại trường luôn. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mình vẫn phải chuẩn bị hồ sơ, tại vì con có nghe mẹ Cám nói là một bộ hồ sơ làm cũng không phải nhanh đâu. Đúng rồi. Dạ. Con phải mất khoảng tầm 2-3-4 tháng để con làm cái hồ sơ đó. 2-3-4 tháng rồi. Wow, lâu quá à. Dạ vâng. Nhưng mà Bụt ơi, bây giờ là đang còn mùa dịch nè, nên con rất là sợ là con không biết là nếu như con qua như vậy thì trường có thể hỗ trợ được cho con hay không. Và ví dụ như trong trường hợp là con có bệnh hay là con cô đơn quá thì ai sẽ giúp đỡ con? Con quá lo lắng rồi. Bởi vì khi trước khi con sang, bên trường ta đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con. Đặc biệt là về cơ sở, trường ta vừa rồi mở rộng thêm lớp học cho con nè. Như lúc nãy ta nói, bình thường lớp ta sẽ có 15 bạn một lớp, nhưng mà hiện tại trong mùa dịch này chỉ có 10 bạn một lớp thôi. Và trước khi đi vào trường, con sẽ phải vệ sinh tay nè, con sẽ phải kiểm tra nhiệt độ nè, sẽ có những cái bức tường để giãn cách khi mà con nói chuyện với lại nhân viên của trường nè, và con bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đó. Ngoài ra bên trường sẽ hỗ trợ cho con về bảo hiểm y tế, có bao gồm luôn cả dịch bệnh Covid luôn. Nên nếu như mà trong trường hợp con có bất kỳ vấn đề gì ở bên đó về sức khỏe thì chính phủ Canada, bên công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho con để con có thể chữa bệnh và lo tại Canada. À, vậy tính ra là nếu như con học tại trường UIS á, thì con rất là lợi. Thứ nhất á, là nhà trường đã giảm quy mô lớp học nhỏ xuống hơn để đảm bảo được về cái khoảng cách giữa các em học sinh nè. Rồi ngoài ra là trường còn có các cái màn trắng để mà khi mà học sinh giao tiếp giữa học sinh và các thầy cô của trường nè. Rồi ngoài ra là trường còn có hỗ trợ dung dịch nước rửa tay nè, rồi khẩu trang các thứ. Và đồng thời quan trọng nhất là con có được bảo hiểm để mà con bao gồm cả cái việc là COVID của con. Thì bây giờ con về con hỏi mẹ đi, rồi sau đó ta sẽ giúp cho con chuẩn bị những hồ sơ cần thiết và con chuẩn bị xin visa. Dạ. Và mình sẽ chuẩn bị nhập học vào tháng 2. Vậy thì con sẽ cố gắng là con hỏi mẹ của con là về cái việc làm hồ sơ và con sẽ cố gắng làm thật nhanh để con có thể đi kịp kỳ tháng 2 này. Chính xác. Cảm ơn Bụt nhiều. Không có chi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video Cám tìm hiểu du học trung học tại Canada. Nếu như bạn cũng đang quan tâm đến du học trung học Canada thì đừng quên trường Urban International School nằm tại Downtown Toronto nhé.